gỏi sứa mà mẹ chồng đã mang vào sáng nay. Hôm nay nhà Mai Rừng có bố mẹ vào thăm, rất là vui mừng mọi người ạ. Mẹ mang đặc sản Quy Nhơn vào làm cho các con ăn đây, chia sẻ đến các bạn. Đây là món gỏi sứa. Các bạn ở miền Trung chắc không thể không biết món này đúng không ạ? Đây là gỏi sứa em trụ với lá tía tô đó. Đó, đây tối nay ăn của nhà em có nhiêu đây nè mọi người ạ. Ngon lắm. Bố ơi, bố cũng ngồi đi bố. Anh Huy Sài Gòn trộn lên coi anh Huy. Mẹ rất trân trọng người xem này. Nó giòn hả chị? Nó giòn, nó trắng. Nó xanh xanh nó mới đúng. Đó, nó hơi xanh xanh một chút xíu. Cái này xanh xanh là thực sự là hiện tượng của muối. Ở Quy Nhơn có món này nè. Có món sứa xong mình vô mình làm mình gỏi. Gỏi hả? Và đây là bố nhà em. Bố em mọi người thấy giống cha không ạ? Trong những cái video trước em hay kể chuyện về bố mẹ chồng em đó, thì hôm nay bố mẹ chồng em đây. Và đây mẹ ngồi đi mẹ. Mẹ ngồi đi ạ. Và đây là mẹ em. Đấy mọi người thấy không? Huy là con út trong gia đình. Huy là gọi là ba mẹ em thương Huy cực kỳ luôn. Đó. Sự kỳ vọng của ba mẹ em là con trai Huy Sài Gòn đây nè. Cho nên Huy Sài Gòn sống sao cho xứng nha. Thấy không? Em làm vlog mà nhà em vui lây luôn đó. Mà bố mẹ em có một cuộc tình hay lắm nha. Mẹ em ở đâu bố em ở đó, mà bố em ở đâu có mẹ em ở đó luôn. Mọi người thấy ngộ không? Ăn rồi kể chuyện tình của bố mẹ em cho mọi người nghe nha. Hôm nay có bố mẹ xin phép 8 xuyên lục địa luôn. Chọc bố mẹ hoài. Điều mà em chú ý nhất đó là sao bà có một cuộc sống đầy viên mãn, từ lúc trẻ cho tới già. Có gì ông cũng chiều bà hết, và bà cái nào cũng đi cho ông hết á. Bây giờ nhà từ tính á, qua Bắc Phương là tìm đồ, qua Bắc Nhiên tìm đồ mua cho các bạn. Bây giờ là tán chị. Trước đêm em gửi chuyện tình á thì em sẽ hướng dẫn các chị được. Rồi mình chụp báo một miếng sứa nha chị, đợi miếng bánh tráng lên ha chị ha, đợi miếng tráng lên. Rồi các chị chiếu miếng xoài hoa lên. Rồi, miếng chát nữa. Miếng chuối chát nữa đâu, miếng chuối chát đâu. Anh cái này á là phải có miếng thế nữa nè. Rồi em chiếu miếng chuối chát. Rồi miếng rau. Rau chủ đạo là rau tía tô các anh chị. Rau tía tô là rau chủ đạo. Rồi đó, xong chén mình để cái này cái xong mình chấm cái này các anh chị. À, đúng rồi. Chấm cái bánh nước mắm xong cho mình đưa cho miệng. Món này quý lắm đó chị, mùa này mới có chứ bình thường không có phải không mẹ? Cực kỳ đã các anh chị. Cái cảm giác của con sứa mà bỏ hơi nghiêng mát á, lạnh nó lạnh lạnh. Nó giòn giòn, nó giống xì như con bò mà, con bò mà sụn ngay chỗ sụn các anh chị. Nó giòn rọt vậy đó, ăn ra nước hơi nó hơi mặn, bởi vì con sứa là biển. Cho nên nó người thân nó là thân nước là chính. Vậy cho nên là nước của nó là nước nước của nó có vị mặn ha. Nhưng mà nồng độ rất thấp cho nên là mình cảm giác nhẹ. Xong có một chút gì đó chuối chát vô. Ấy đây chuối chát các anh chị ha, đây là món chuối chát.
Xong tiếp tục cái mình bỏ miếng xoài chua lên, nó làm giảm vị chát xuống. Xong mình bỏ cái lá tía tô xuống cho nó cảm giác mùi thơm. Để nó, cái mùi lá tía tô á, với con sứa này rất là hợp. Thật sự tía tô là nóng, ha, sứa mát, ăn kèm với này. Cái mùi này nó là hợp với con sứa, cho nên người ta dùng cái lá tía tô là chủ đạo. Anh chị, à. Rồi. Nghe anh Huy nói phát thèm quá mọi người ạ, à. Mọi người xem em ăn nè. Mà rõ khổ anh Huy nhà này không thuốc, không rượu, không bia mọi người ạ, à. Thấy người chồng lý tưởng không? Xin mời mọi người. Anh Huy không thuốc. Ba Huy không thuốc. Ba Huy định là ba Huy không thuốc. Không thuốc. Không thuốc là không thuốc thuốc à. Không thuốc. Ừ, ba Huy không thuốc nào. Thế ba Huy không thuốc. Thuốc là thuốc rồi còn bệnh nhỉ. Ba Huy còn bệnh. Không, cái là thuốc. Mùa này á thì cái sứa là thứ nhất. Nhưng mà các anh chị muốn ăn được cái vị độ giòn của sứa ha, thì các anh chị này con nó dai nè. Cái này là tôi chụp ha. Nay tôi chụp ngon lắm. Thì các anh chị phải rửa sứa chân. Con sứa chân nha. Con sứa, các chị thấy con sứa rồi đó. Nó bung 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 này nè. Nhưng nó có hai dạng. Sứa sứa nước ngọt nhưng mà là không phải sứa nước anh chị. Đây, đây là con sứa đây. Bố ngon không bố? Mọi người biết sao bây giờ thôi em chuyển máy qua bố em nào. Em chuyển máy qua bố em. Bố em là mẫu người lý tưởng lắm. Là tấm gương sáng cho chồng em. Nhưng mà bố em tuyệt vời hơn chồng em mọi người ạ. Bố già quá rồi, bố nói sao tôi nghe được. Đến khi mà chồng già tới như bố thì chồng sẽ tuyệt vời. Bố em tuyệt vời hơn chồng em. Nhiều khi hả, em mà nhờ chồng em là hả, chồng đi mua dù vợ này vợ kia là cũng có hơi cầu nhau mọi người. Nhưng ông nội nha, bà nội chứ. Anh Sáu. Anh Hai hả? Anh Hai. Mua dù em bình thường cũng đi mua các bạn. Nên đây hai dòng tình cảm của mọi người. Vậy đó. Mà tối vẫn chở đi. Đó, đi đâu chở theo. Đi đâu cũng chở. Bất cứ giờ lúc nào. Lúc nào cũng kêu tới anh Hai là có. Bây giờ ba mẹ em á được biệt danh là hai vợ chồng xe đạp. Ba chở mẹ đi trên chiếc xe đạp, tình cảm tình cỡm cực kỳ luôn đó anh chị. Đây bố mẹ em gương mẫu. Nhờ bố mẹ em gương mẫu mà mới có hai vợ chồng em. Chồng em cũng là Úc mà em cũng là Úc luôn. À, khi em làm vlog này được bố mẹ chồng em ủng hộ vô cùng. Vì em nói là bố mẹ ơi, nhà mình hạnh phúc á thì mình hãy chia sẻ cái hạnh phúc để đồng hành với các gia đình trẻ khác. Ba là khác đi nhưng mà đâu phải Úc đâu. Nhưng mà ba là con Úc, mẹ cũng là con Úc. Đó. Đúng rồi, mẹ là con Úc, ba con Úc, một đứa cuồng quạnh, một đứa cuồng. Bố, bí kíp giữ gia đình hạnh phúc là sao bố? Ông nội, hơn 50 năm hôn nhân rồi đó mọi người. Không, mẹ mà kêu ông nội là mẹ bằng con á. Yeah. Mẹ đang mà đứng dưới vai con mẹ kêu ông nội. Đó, con em nó lý lẽ vậy đó mọi người ạ. À. Bố em có bí kíp đó mọi người các bạn. 50 năm hôn nhân. Bố là những đường biên nhất của hôn nhân. Rất là mẹ ơi không có trải qua được mẹ, không phải đơn giản, không phải nói một ngày một bữa là được liền. Ta phải kiên nhẫn duy trì và hy sinh tất cả. Đức hy sinh là lớn nhất trong các cái vấn đề. Hy sinh đó để tạo cho người gia đình mình hạnh phúc cả. Hy sinh đó tạo cho con người ta yêu biết rằng hy sinh đó tạo cho ta đem đến cái sự tận cùng. Đọc mọi lấy đến lên mọi việc. Dù khó mấy chúng ta hy sinh đã làm việc. Lỗ nói cái đầu, cứ khi nào á là vợ chồng bao giờ dùng chữ tao của mày. Từ tao của mày là bất hạnh. Bao giờ chúng tôi dùng chữ đó. Thứ nhất, thứ hai, không nên thô lỗ với nhau. Trong khi mà
nói chuyện. Lúc tế nhị phải nhìn thử vợ mình thích cái gì, phải nhìn thử gia đình mình cần cái gì, và khi cần phải nói được chuyện đó mình nói lên để rút kinh nghiệm về sau. Lỡ mà nhân vô tộc toàn, lỡ mà người có cái sự thiếu sót thì cứ xin tha thứ để công thờ mình. Tuy tôi là người chồng nhưng vẫn luôn luôn xin lỗi cho người vợ. Vì sao? Không phải mình ý là chồng của mình cứ để người vợ rất là một nguy hiểm, đó là điều rất là dễ tai hại cho cái hôn nhân. Bỏ lý đó cho nên chúng ta cái điều đó là quan trọng nhất trong cuộc sống. Dù mình có không có lỗi hay có không có lỗi, mình cũng xin lỗi. Bỏ lý đó cho nên muốn gia đình hạnh phúc, chúng ta biết nhận lỗi nhau để tha thứ cho nhau. Đây là bí quyết của em nhớ là quý vị biết không, nhiều khi mẹ em hay mẹ em hay bị bệnh á, mẹ em cũng yếu á, nhưng mà bố em hiểu điều đó, cho nên bố là một cái gọi là cái chỗ dựa vững chắc cho mẹ, đúng không mẹ? Bây giờ quay qua mẹ nè, sẵn cơ hội phỏng vấn mẹ đó, đây mẹ cười rồi à? Anh hai nói đi, anh ba, anh úc nói đi, anh úc nói kìa. Anh úc thấy mẹ sao nè? Tự là đương nhiên là phải nói rằng là em chị biết rồi đó, sống vợ chồng là điều mà ai cũng vậy, ai cũng nếu mà trải qua thì sẽ biết rằng là nó rất có nhiều thứ là chung và đồng đương nhiên là phải, nhưng mà khi mà cơm gì cơm xô nhỏ lửa thì có bao giờ khê, đây cũng vậy, khi mà ai nóng lên á người khác dịu xuống thì chắc chắn không khê. Bố mẹ em thì cái bí quyết đó là luôn luôn có ha. Cho mỗi lần cái anh nóng lên nó chị này cái thấy cái mẹ sớm à, chị quấn cái thế là anh này anh xuống, còn chị mà nóng lên cái ông kia để cho cũng rồi qua đó. Đó là cách mà chữa lửa đó. Khi ba mình nóng rồi đó thì mình biết ý ông thì không bao giờ cả chị này quấn lên là như vậy là anh này em à, nói chung là hai ông bà đều nhìn nhau hết, chứ mà cưới một người nhìn không được. Đó là hiệu quả cả. Phải nên là sức hy sinh là lớn nhất trong tình yêu và trong hôn nhân gia đình các anh chị. Và có điều này nè, là em rất là tự hào. Người ta có thể là chở xe hơi, xe con đấy, nhưng mà sẽ ít khi mà đi cùng nhau lắm. Còn ba mẹ em á, dù có bất cứ biến động gì, bất cứ sự cố gì thì ba mẹ cũng luôn bên nhau. Rồi như vậy là bữa ăn của gia đình em hết sức vui vẻ. Cảm ơn bố mẹ đã mang cái món ngon rất ngon. Để chỉ là... có vui vui nhân có cho đây mà chưa có. Dạ, để cho vợ chồng em có dịp vào thưởng thức cái món ăn ngon của bố mẹ. Xin chào mọi người. Hẹn lại các anh chị trong những video tiếp theo rồi. Xin chào. Xin chào mọi người.